Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Con xin chư phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài, quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Nam mô Buddhaya, cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya, và cũng do sự phước báo này, con xin được phát sanh trí tuệ tu tập tiến đến đạo quả giải thoát. Và con cũng kính qua cái phước báo mà đọc thọ trì tu giới và đọc tụng kinh Tam Bảo, cũng xin chia phước đến tất cả các bệnh nhân FO đang điều trị. Mong tất cả các bệnh nhân này sẽ sớm tai qua nạn khỏi và trở lại sức khỏe. Bệnh là cái loại dịch này sẽ được cả thế giới và Việt Nam kiểm soát được, để bớt cái những bệnh nhân bị nhiễm. Dạ, Nam mô Bức Thay Giá, Nam mô Thạm Na Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trong quá trình đọc kinh có điều gì sơ sót, con xin sám hối trước Tam Bảo, quý sư và các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con kính xin dâng mít đến sư Trí Đức để điều phối chương trình. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. À, quý vị nghe âm thanh có được rõ không ạ? Alo, dạ nghe rõ hả? Mới ngủ dậy rồi mấy con gà nó quậy rồi. À, quý vị thông cảm ha. Rồi, hôm nay chúng ta sinh hoạt trong một trong tám Phật lực ha. Đây là một cái bài kệ, mong rằng với bài kệ này chúng ta hiểu rõ cái đời sống của Đức Phật nhiều hơn. Quá sao kỳ ấy, là một lần cái hai đoạn luôn. Quý vị chờ chút ha. Rồi, tán dương ăn đức tâm bảo xong chúng ta sẽ đi vào bài học này ha. Arahang sammay sambuddho buddhang bhagava bhagavan tang apiwa đề mê. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thi gian giải chỉ bày chân tâm. Vô thượng sĩ pháp thân tịnh diệu, bậc trượng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác, thế tôn trong đời. Sokato Phagavata Tham Mô Tham Măng Namasami. Pháp vi diệu cha lành kéo dài, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sắc na đại ngộ phát nhiên liễu tường, đạo vô thường đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngộ vọng trần, tri nhân từ ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Supatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namassāmi. Bậc diệu hành thinh văn thức tử, bậc trực hành pháp lưỡi thiền gia, bậc như lý hành tăng già, bậc chân chánh hành dưới tòa thế tôn. Thành đạo quả bốn đôi tấm chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nghinh kính lễ một niềm, thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Ratanatayasawanda mi. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Buddhaya. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Đây là một bài kệ ha. Tám Phật lực, hay là nói lên cái oai lực của Đức Phật qua tám cái đoạn kệ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, quý vị chờ chút, chúng ta copy xong đưa lên ha.
mà chúng ta sẽ chia đoạn ra, chia đoạn ra, chứ không phải để nguyên vậy chúng ta đọc một hơi như vậy rất là nguy hiểm. Đó gọi là kệ. Thì đây là một cái đoạn kệ rất khó chứ không phải dễ. Chính khó như vậy chúng ta mới học. Bây giờ chúng ta sẽ chia đoạn ra. Bahum sahas samapi nim midasa vuthan tăng. Như vậy thì chúng ta tới chữ tăng này, chúng ta ngắt đoạn ha. Quý vị chú ý ha, tới chữ tăng chúng ta ngắt đoạn. Rồi cái đoạn thứ hai ha, kri me kha lăng udita khu rasase namma răng. Chữ răng này chúng ta cũng ngắt đoạn, đó là hai đoạn ha. Rồi đoạn thứ ba, đà na đi thầm ma quy thị na chi táo hòa mu ninh đô. Đây là đoạn thứ ba. Tần tề cha sa pha hoa tu tề cha gia măng gá là ni. Đó là đoạn thứ tư. Quý vị hoan hỷ ha, ngắt đoạn dùm ha. Rồi bao hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vũ thanh tăng. Chính xác. Rồi kri mê khắc ăn kri mê khắc lần u đi ta khổ ra sa xê nam ma răng. Chính xác. Đà na đi thầm ma quý thị na chi ta hòa mu ninh đô. Tần tề cha sa phó tu tề cha giác măng ca là ni. Rồi sa thu xin nhật quỳnh. Rồi chúng ta chia ra làm bốn đoạn ha. Trong cái bài này chia ra bốn đoạn. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những cái từ này trước khi chúng ta học. Bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha, để hiểu chữ ba hùng do cái từ ba hú. Ba hú, ba hú có nghĩa là cái cánh tay, nhưng mà chữ ba hú này được dơ theo đối các đối tỷ giả quỳ phá tí e cao quá chân á, cho nên ba hú thành ra ba hùng ha. Ba hùng là cánh tay, cánh tay. Sahasa, sahasa, sahasa. Ở đây cái từ sahasa ý nghĩa là cái số lượng cả ngàn, cả ngàn cái cánh tay luôn á, nghĩa là cả ngàn cái cánh tay sahasa ha. Rồi sahasa nó biến thành sahasang, sahasang. Rồi chữ apinimita, apinimita, apinimita do cái động từ apinimitati, tức là hóa ra, hiện ra, hóa ra, hiện ra. Tức là sahasama, cái chỗ này nó dính liền nhau. Tức là do chữ sahasang cộng với apinimita, nó nên dính liền với nhau vậy. Cho nên nếu mà tách rời ra thì chúng ta thấy wow, cái từ này kỳ cục ha. Thì quý vị chú ý rằng sahasang, sahasang cộng với apinimita, tức là hóa ra, tạo ra, hiện ra. Hiện ra gì? Cả ngàn cánh tay, cả ngàn cánh tay. Rồi sao nữa? Rồi cái chữ sau là a vu tha, a vu tha.
A-vu-tha, mà số nhiều của nó là A-vu-thanh-tăng ha. Thì chữ A-vu-tha có nghĩa là khí giới, khí giới cả ngàn cánh tay, hay là rồi Aphinimitta tức là hóa hiện, biến ra ngàn cánh tay ha. Rồi ngàn cái tay đó cái gì, không lẽ tay tay không, cầm khí giới, Avutha này, Avuthanh-tăng tức là cầm khí giới với cả ngàn cánh tay ha. Đó là ý nghĩa câu đầu ha. Khi mà cầm khí giới với ngàn cánh tay như vậy, không lẽ đi, đi bộ. Cái câu số 2, Kri mê khát lăng u đi tắc khô rát xa xê nam ma rằng ha. A vũ thanh tăng là khí giới, A vũ thanh tăng là khí giới, mà chỉ thanh tăng là số nhiều nha, tức là nhiều khí giới, chứ không phải là cầm có một cái cánh tay mà cầm có một cái trượng, một cái dao thì coi nó không có xứng đáng. Rồi câu số 2, câu số 2 nó nhảy lên trên rồi, chờ chút. Câu số 2, Kri mê khá lăng là cái tên một con voi, có nghĩa là Kri mê khá lá, Kri mê khá lá, con voi này có tên là vậy, Kri mê khá lá. Rồi Udita khô Rasase nó mà rằng, nó dính liền ha. Chữ Udati, Udita chứ, nói cũng nói lại khổ thiệt. Udita ở đây do cái động từ Udeti. Động từ này làm cái gì? Có con voi rồi, không lẽ dắt con voi đi, mà cái ông này á, ông cởi lên con voi đó. Udita là cởi lên con voi đó. Rồi khô rác xê nó mà rằng khô rác, chữ khô rác này có nghĩa là hung bạo, kinh khủng, dữ dằn, dữ dằn. Rồi sao, dữ dằn của xê, Sa-se-na là quân đội ha, là binh chủng, mà ma răng là của ma vương ha, với một cái đội binh mà hùng hậu dữ dằn của ma vương ha. Đoạn thứ hai tức là cởi con voi Kri-me-kha-la, với một cái đội quân hùng hậu, dữ dằn của ma vương ha. Đó là cái đoạn thứ hai. Rồi đoạn thứ ba nói lên cái gì đây, đâu mất tiêu rồi, chờ chút nghe bà con. Thứ ba, đà na đi thầm ma quy thi na, đà na đi thầm ma quy thi na, đà na do cái từ đà na nè ha, đà na là vô thi. Rồi rồi đà na đi thăm ma quy thi na, đà na thăm ma là quý vị biết rồi, quy thi na là do chữ quy thi. Quy thi là phương pháp, bằng cách hoặc là nhờ vào đó ha, nhờ vào đó để làm cái gì, nhờ vào đó. Rồi chi tâu hòa do cái động từ chi tâu hòa có nghĩa là chiến thắng, mà chiến thắng cái gì, Munindo do cái từ Muninda,
Muninda là vua của các bậc ẩn sĩ, hay là ám chỉ về bậc đại giác, mà bậc đại giác đó chính là Đức Phật. Ở đây cái chỗ này, câu số 3 này nói lên Đức Phật này, hay là bậc đại giác này, Munindo này ha, chiến thắng bằng cái phương pháp, bằng cách là bố thí, do từ Đa Na, Đa. Câu số 3, Đức Phật chiến thắng do cái pháp bố thí. Rồi, và câu cuối cùng ha. Tăng tê chát xa phá quá tu tê chế giác mần ca là ni. Tăng tê chát xa, chỉ tăng là với phương pháp đó, với cái sự bố thí đó, nó đại diện cho chữ đà na, đà na. Rồi tê chát xa, tê chát xa tức là với cái oai lực, với cái oai lực đức độ của cái pháp bố thí này. Rồi pháp quan tu trở nên trở thành tê, tê là số nhiều, số nhiều, các cái điều đó, các cái phương pháp đó. Chơi gia mần rất là ni, chơi gia là đây là một thắng hạnh, một hạnh phúc thù thắng, bởi vì chỉ chơi gia có nghĩa là chiến thắng. Rồi mangala là hạnh phúc ha. Ở đây dùng một cái từ mà nó trọn đủ của cái từ Chaya và Mangala, thì có nghĩa là thắng hạnh, tức là một hạnh phúc thù thắng. Mà chúng ta thấy rằng ý nghĩa của đoạn này, ma vương hóa ngàn cánh tay với rất nhiều giới, cởi voi kri mekhala cùng với ma quân khủng bố, bậc đại giác cảm thắng bằng pháp bố thí, do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Ý nghĩa của đoạn này, ma vương hóa ngàn cánh tay với rất nhiều khí giới, cởi voi kri mekhala cùng với ma quân khủng bố, bậc đại ẩn sĩ cảm thắng bằng pháp bố thí, do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Đó là ý nghĩa của đoạn này ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từng từ, từng câu ha, để chúng ta coi như có được một cái giọng đọc tương đối ổn định. Bài này khó nha, và với cái cách học của bài này khó hơn những bài khác, càng khó. Mày hú quá hả? Kệ, hú mà còn nghe được là tốt ha, chứ rớt mạng mất mạng hoài à. Thôi thông cảm đi bà con nghe được ha. Hồi nãy gà nó la làng, rồi bây giờ máy hú, trời ơi, có những cái dạng như vậy nó minh họa cho cái buổi học của chúng ta vui một chút. Nhiều khi quý vị không nghe chúng tôi nói mà nói rằng lảm nhảm lầm bầm càng căng răng, nhưng mà khi con gà nó gáy quý vị là nghe rõ ha. Quý vị nghĩ sao? Khó nghe tiếng con gà hơn là nghe tiếng chúng tôi. Thôi bây giờ chúng ta học đi ha, rồi còn thời gian thì muốn thảo luận gì thì thắc mắc gì thì nói. Bây giờ câu đầu nè, bao hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng. Ở chỗ này sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng, tức là nó dính liền nhau chứ không có rời nghe, dính liền ra, dính liền với nhau nó mới bổ sung ý nghĩa. Còn khi mà chúng ta cắt ra từng từ
thì nó rõ ràng hơn. Chứ thật sự đây cái đoạn này ha, sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng, đây cái liền nhận à. Chứ nhiều khi nó rời ra thế này thì cái ý nghĩa nó khác nè, quý vị thông cảm ha. Rồi đọc lại nè. Ê, cái từ ba hung nó đứng đứng riêng à, chữ ba hung nó đứng riêng, còn một cái đoạn đấy dính liền nhau như vậy đó, quý vị thấy sợ chưa? Chính nhờ Đức Phật à, cái oai đức của ngài ngài mới chiến thắng được ma vương. Mà chúng ta nhìn chữ sa ha ma phí niệm mít tá xà vô thành tầng à, cho xin tiếng Việt hay từ từ đi đọc cái phần Pali cho nó chạy đi rồi cái tiếng Việt tính sau ha. Còn bây giờ đưa tiếng Việt vô cái là quý vị rối đội hình ha, thông cảm mình nha. Cái gì á, chúng cho ta chú tâm vào cái phần Pali trước rồi tiếng Việt trước sau cũng phải có thôi. Cái nên mà học mà quý vị không hiểu gì hết thì học làm gì, nhưng mà trước tiên học đã hiểu sao ha, đọc Pali trước à. Xin Nhật Quỳnh đưa lên chính xác. Ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng, vì chú ý à, nhìn rõ từng từ ha. Ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng, ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng. Đọc lại lần nữa ha. Ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng, được chưa? À, nhìn vô thấy thấy rối bời ha. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Kri mê kha lăng Ubi ta khổ ra xa xê nát ma răng. Câu số 2 chính xác. Quy mê khá lăng u đi ta khổ ra xa xê nát ma răng. Quy mê khá lăng u đi ta khổ ra xa xê nát ma răng. Câu số 2 tương đối dễ hơn câu số 1 ha. À, quý vị thấy câu số 1 nó đi liền một nhóm từ à, nhìn vô muốn mờ mắt luôn. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2. Ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng kri mê kha lăng u đi ta khổ ra sa xê na ma răng. Sa thủ Sĩ Nhật Quỳnh. Ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng kri mê kha lăng u đi ta khổ ra sa xê na ma răng. Đọc lại nữa dài, đọc chậm dễ bị đứt hơi. Ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng kri mê kha lăng u đi ta khổ ra sa xê na ma răng. Ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng kri mê kha lăng u đi ta khổ ra sa xê na ma răng. Rồi hai câu này được chưa? Bây giờ chúng ta qua câu số 3 và câu số 4. Đà na đi thầm ma huy thi na chi ta hòa mu nình đô. Đà na đi thầm ma huy thi na chi ta hòa mu nình đô. Đà na đi thầm ma huy thị nài chi ta hòa mu nình đô.
Rồi câu số 4. Tân tê cha sa phâu hoa tu tê cha giá măng ca la ni. Tân tê cha sa phâu hoa tu tê cha giá măng ca la ni. Tân tê cha sa phâu hoa tu tê cha giá măng ca la ni. Rồi chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. Đà na đi thầm ma quy thi na chi táo hòa mu nịnh đô tan tê cha sa phá hoa su tê cha giá măng ga la ni. Đà na đi thầm ma quy thi na chi táo hòa mu nịnh đô tan tê cha sa phá hoa su tê cha giá măng ga la ni. Đà na đi thầm ma quy thị na chi táo hòa mu nịnh đô tan tê cha sa phô hoa tu tê cha giá măng ca la ni. Rồi như vậy bốn câu đã xong, bây giờ chúng ta ôn lại ha. Quý vị nhìn lên trên màn hình. Ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa quốc thành tăng quy mê kha lăng u đi ta khổ ra sa se na ma răng. Đà na đi thầm ma quy thi na chi ta hòa mu nịnh đô tan tê cha sa phô hoa tu tê cha gia măng ca la ni. Đọc lại ha. Ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng ri mê kha lăng u đi ta khổ ra sa se na ma răng. Đà na đi thầm ma quy thi na chi ta hòa mu nịnh đô tan tê cha sa phô hoa tu tê cha gia măng ca la ni. Rồi vị nào hơi dài đọc một hơi chia ra làm hai thì nó dễ đọc ha, còn đọc một hơi mà đọc hơi dài để coi sao, từ từ chứ kìm lẹ quá vậy, đưa tay cứ hù hù hoài. Ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa quốc thành tăng ri mê kha lăng u đi ta khổ ra sa se na ma răng. Đà na đi thầm ma quy thị na chi ta hòa mu nịnh đô tan tê cha sa phô hoa tu tê cha giá măng ca la ni. Ở đây chúng ta đọc không có phân tích trường âm đoạn âm ha, mà đây là một bài gọi là kệ chứ không phải là kinh. Chữ ga tha có nghĩa là kệ, còn khi nào chữ sút tá mới là kinh ha. Đây là bài kệ, thì cái bài kệ này có một cái cách đọc nó đặc biệt hơn các cái bài kệ khác. Quý vị thấy một câu nó dài như vậy mà đọc theo cái giọng kệ thì chắc cũng phải ngất ngư luôn ha. Nhưng mà chia ra bốn đoạn chúng ta cũng phải thực hành, bởi vì đây là một cái oai lực của Đức Phật để cảm thắng ma vương, mà nhờ cảm thắng ma vương ngài mới thành Phật được, chứ còn không thì dưới cái quyền chi phối của ma vương, tức là ma vương khống chế cả tam giới này, vượt qua khỏi ma vương thì mới thành Phật được. Thôi bài nó khó thì bây giờ dùng kinh ha. Có phải kẻ bắt buộc phải kệ, cho nên đưa tay lên sớm là thấy thất bại, chưa nghe kệ gì cả mà. Dùng kinh chẳng qua là chúng ta nhiên mật chữ cho nó rõ thôi, còn mục đích của bài này là kệ. Nhưng mà nếu mà đọc theo dùng kinh thì bài này cũng rất có oai lực. Cái oai lực khi nào mà quý vị coi như là có một cái nội lực, có một cái sự định tâm á, thì bài này cái lực rất mạnh. Bài này còn hay hơn bài Karani nữa. Karani thì có thể dùng cái tâm từ của mình cảm hóa phi nhân, tức là những người vô hình, những người khuất mài khuất, họ thấy
mình coi như lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù, thì họ cảm thấy mát mẻ, họ lại gần mình, họ hỗ trợ mình, hoặc là mình với họ có một sự cảm thông, rồi hiểu nhau, thông cảm với nhau, nước sông không xâm phạm nước giếng, và họ cảm thấy hoan hỷ. Nhưng mà riêng cái bài này á, nó có một cái oai lực, nó có một cái oai lực cao hơn, tuyệt vời hơn. Chỉ có những cái vị mà coi như do cái công năng tu tập á, khi mà đọc bài này cảm nhận cái đối tượng, hoặc là đối tượng khi mà nghe cái bài này, cái tâm trạng họ thế nào trong tám Phật lực này nó xuất hiện, nó xuất hiện ra để mình biết đó là thành phần gì. Nói nhiều quá không tốt. Chỉ khi nào quý vị với một cái tâm an trú trong pháp, rồi quý vị dùng tất cả tấm lòng của mình nhìn về đối tượng mà đọc cái bài này, hướng về đối tượng để chúng ta đọc bài này, thì chúng ta thấy cái lực của bài này tuyệt vời. Rồi bây giờ đọc dòng kinh 3 lần rồi qua dòng kệ ha. Bài dài thì chúng ta chia làm hai đoạn. Ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa u thanh tăng quy mê kha lăng u đi ta khu ra sa se na ma răng đà na đi thầm ma quy thi na chi ta hòa mu nên đồ tăng tê cha sa phô quá tu tê cha giác măng kha la ni ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa u thanh tăng quy mê kha lăng u đi thù ra sa se na ma răng đà na đi thầm ma quy thi na chi ta hòa mu nên đồ tăng tê cha sa phô quá tu tê cha giác măng kha la ni ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thanh tăng quy mê kha lăng u ri ta khu ra sa se na ma răng đà na đi thầm ma quy thi na chi ta hòa mu nên đồ tăng tê cha sa phô quá tu tê cha giác măng kha la ni. Đó là dòng kinh ha. Bây giờ qua dòng kệ này, nó khó khó chỗ này nè, chú ý ha. Để lên giọng được chứ. Xin lỗi, uống miếng nước. Ba hùng sa hán sa ma phi niệm mi ta sa u thanh tăng vì mê khả lăng u đi ta khổ là sa se na ma răng đa na đi thăm ma quy thi na chi ta hoa mu nin đô tần tê cha sa pha hoa tu tê cha ya măng ga la ni. Ai đọc lại lần thứ hai ha. Ba hùng sa hán sa ma phi niệm mi ta sa vu thanh tăng vì mê kha lăng u đi ta khổ đàn sa se na ma răng đà na đi thăm ma quy thi na chi ta hoa mu nin đô tình tế cha sa pha hoa tu tề cha măng ga la ni ba hùng sa hán sa ma phi niệm mi ta sa vô thành tăng vì mê kha lăng u đi ta khổ ràng cha se na ma răng đà na đi thăm ma quy thi na chi ta hoa mu nin đô tần tê cha sa pha hoa tu tê cha ya măng ga la ni. Rồi bài nó dài quá cho nên đọc từng câu một.
ai mà hơi dài đọc lần hai hơi ha, à, đọc lần hai câu à, thì thôi tùy khả năng ha, chứ cố quá coi chừng quá cố đó. Rồi xin mời Sip Kim nè ha, hôm nay xung phong chắc là giọng kể hay lắm à. Rồi Sip Meta, Sip Hồng Mai, Sip Kim Nhung, sao bữa nay sao đưa tay trễ quá vậy. Rồi xin mời quý vị. Con xin kính chào sư kế đức, các sư, các cô tư nữ và Phật tử. Sư con đói bụng quá tư. Con ăn đầu cây xong con ăn cơm, con thẳng đồ ăn rồi mới nguội rồi. Bữa nay con phải còn làm nhiều chuyện nữa. Con đâu có đọc kệ, con đâu có đọc kệ hay đâu mà sư khen con trước thì vậy sư. Đâu có sao đọc sai, có sư sửa mà, đâu có sao đâu. Con nghe cái máy của sư bữa nay nó kêu bự quá sư. Sư chấm nó gần, nó kêu bự quá, sư đọc con không nghe được rõ nữa sư. À, bây giờ phải đọc thôi, phải trả bài. Bài này tiếng Việt Nam dịch là một trong những bài kệ Thắng Mai Dương phải không sư? Sao con chưa có thấy nó bao giờ hết trơn vậy? Con dở quá. Hồi sư sẽ đưa bản dịch tiếng Việt Nam ra phải không sư? À, cái này có bốn câu, đọc nguyên bài, đọc kinh ba lần, đọc kệ ba lần đúng không sư? Không có phải phân tích trường âm, đoạn âm gì giáo trời hết sư ha? Còn thấy sư đọc mệt quá, con cũng sợ không biết tới đâu nữa. Rồi trả bài cho Thâm cho rồi đây. Con xin trả bài cái bài kinh này như bài kệ Cảm Thắng Đức Phật Thắng không sư? Ôi Phật lực. Phật lực. Mình là Phật tử lực nè. Phật lực cái đó Phật lực. Còn mình là Phật tử lực, tức là con của Phật. Lực của con của Đức Phật. Phật tử, tử là con. Phật là Phật tử, con là con của Phật tử lực. Chèn ép ơi, nói nhiều quá, ngồi hết lời đọc không nổi nữa. Thôi đọc đi. Con bắt đầu đọc. Bà hùm sa hát sa ma thi niềm ni ta sa vũ thầm tăng quỳ mề kha lăng ô đức ta khổ ra sa sề na mà rằng đà nà đi thầm ma quýt thi nà chi ta hòa mu niềm đồ tăng tề cha sa ba qua tư tề cha ga măng ga là ni. Một lần. Lần thứ hai. Bà hùm sa hát sa ma thi niềm ni ta sa vũ thầm tăng quỳ mề kha lăng u đức ta khổ ra sa sề na mà rằng đà nà đi thầm ma quy thi nà chi ta hòa mu niệm đồ tăng tề cha sa ba qua tu tề cha ga măng ga là ni. Hai lần. Lần thứ ba. Bà hùm sa ha sa ma thi niệm ni ta sa vu thầm tăng quỳ mề kha lăng u đức ta khổ ra sa sề na mà rằng đà nà đi thầm thi nà chi ta hòa mu niệm đồ tăng tề cha xà ba qua tư tề cha ga măng ga là ni. Ba lần. Thôi đọc thêm lần bù nệt coi gì không sao. Đọc chậm lần trước. Bà hùm sa ha sa ma thi niệm ni ta xà vũ thành tăng quỳ mề kha lăng u đức tha khổ ra sa sề na ma rằng đà nà đi thầm ma quy thi nà chi ta hòa mu niệm đồ tăng tề cha xà ba qua tu tề cha ga măng ga là ni. Ai trời ơi, bây giờ tới kệ chuyện nhỏ mà kệ sao cũng được mà kệ hai câu ngừng chút là tiếp theo câu ba câu bốn thân sư con nhớ rồi. Sư la con một lần con phải nhớ để thôi sư nói độ con điện tử cứng đầu á, nó hoài cũng vậy lỗ tay trâu. Ai bây giờ kệ nha. Bà hôm sa hát sa ma thi niệm ni ta sa u thanh tăng quỳ mê ca lăng u đi ta khô ra sa nê na ma răng đà na thi thăm ma vi thi na thi ta hoa mu niệm đô tăng tê cha sa ba qua tu tê ya măng ga la ni. Bà hôm sa hát sa ma thi niệm ni ta sa u thanh tăng quỳ mê kha lăng u đức ta khô ra sa sê na ma răng đà na thi thăm ma quýt thi na chi ta hoa mu niệm đồ tăng tê cha sa ba qua tu tê cha ga măng ga la ni. Bà hôm sa hát sa ma thi niệm ni ta sa u đăn tăng quỳ mê kha lăng u đức ta khô ra sa sê na ma răng
Đà na ti nam ma vi ti na chi ta wa mu nim do tang te cha sa ba va tu te cha cha ya mang ga la ni hát xong rồi. Chết chắc rồi đó, không sao đâu, sư sửa thôi mà. Phe ta có một người vỗ tay vỗ chân rồi, có một người sau mấy người cứ đi đâu hết trơn rồi. Ui ba người vậy được rồi, được. Không thấy chắc thì đi uống nước à, hai chắc chết chắc giọng rồi đó. Không thấy ông cho bông hoa gì đâu trời trơn, chết chắc rồi. Thôi trả máy lại, mời người khác tới tên hình như cô Mít Tà phải không? À, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa vỗ tay vỗ chân nha, bài này cũng dài cũng khó đó. Dạ xin bye bye, đi kiếm chỗ ăn ha. Dạ bye. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con cảm ơn tất cả quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Bảo Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức cùng chị Tôn Đức quý bà cô tu nữ. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc cái phần số 1 của kinh Tám Phật Lực. Và dạ, con nhớ cái kinh này nó có tới 9 đoạn lực. Kri me kha lăng u di ta kho ra sa se na ma rang da na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thành tăng Kri me kha lăng u di ta kho ra sa se na ma rang da na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni. Kha lăng u di ta kho ra sa se na ma rang da na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni. Dạ con đã đọc xong, kệ xong, con hết hơi rồi, xin cho con kệ một lần thôi. Dạ con có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trị Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc kinh Phật Lực ạ. Dạ cảm ơn Kinh Nhung, cảm ơn Thiện Hữu, chị Nét Ta, Pháp Môn Lào Cai và cô Phúc Hạnh đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin đọc ạ. Bà hùng sa ha sa ma phi ni mi ta sa vu tham tăng khi me kha lăng u di ta kho ra sa se na ma rang da na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tăng te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni Bà hôm sa ha sa ma phi ni mi ta sa vu tham tăng thi me kha lăng u di ta kho ra sa se na ma rang da na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tăng te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni. Dạ xin đọc kệ. Ba hum sa ha sa ma phi ni mi ta sa vu tham tăng Dream.
Me kaudita khurasa se namarang Dana di thamma vithi na citta wa munino Tang te cha sa fawatu te cha yamangalani Bahom saha sama fi mimita savu tantang Krine kalang lita ko rasa se namarang Dana di thamma vitina cita wa munindo Tang te cha sa fa watu te cha yamangalani. Dạ con đã đọc và kể xong, nhà có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ con kính cảm ơn sư trí đức, cảm ơn Kim Nhung đã post bài. Dạ con xin xuống mic ạ, xin mời vị khách, xin mời Kim Nhung ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ băng, dạ lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, dạ con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ ngôn. Dạ con xin sám hối, con xin đọc bài 8 Phật lực. Ba hôm sa ha ma mi ta sa vu thần tăng ri me kha lang u ri ta kho ra sa se na ma rang da na di tham ma vi tin na chi ta wa mu nin do tăng te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni Ba hôm sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vu thần tăng ri me kha lang u ri ta kho ra sa se na ma rang Đà na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tăng te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni. Con xin kể ạ. Ba hum sa ha sa ma phi nim mi ta sa vu than tăng ri me kha lang u di ta kho ra sa se na ma rang. Đà na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tăng te cha sa pha quán tu te cha mang ga la ni ba hôn sa ha sa ma phi nim mi ta sa vu than tăng ri me kha lang u di ta ko ra se na ma rang Đà na ma quý thi na chi ta wa mu nin do tăng te cha sa pha wa tu te cha ra mang ra đi. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư đạo tràng sửa giúp, con kính tri ân sư. Dạ thân mời pháp nguồn Lộc Cai. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con xin chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài, đọc và kệ bài kinh Phật lực ạ. Ba hum sa ha sa ma phi mim mi ta sa vu than tăng ri me kha lang u di pa ta pho ra sa se na ma rang Đà na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tam te cha sa pha wa tu te cha ra mang ga la ni ba hum sa ha sa ma phi mi mi ta sa vu than tăng ri me kha lang u ti da po ra sa se na ma rang đà na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tam te cha sa pha wa tu te cha ra mang ga la ni dạ con xin được kệ ba hum sa sa ma pi mim di ta sa vu than tăng ri me ca lăng u di ta po ra sa se na ma rang
đa na di tham ma quy thi na chi ta qua mu ni do tam te cha sa pha ga gu te cha ra mang ga la ha ni. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ, có gì sai mong quý sư và toàn thể đạo tràng chỉ dạy thêm cho con ạ. Con xin được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đó con xin đọc đoạn 1 về kinh Phật Lực. Ba hum sa ha sa ma phi nin mi ba hum sa ha sa ma phi nin mi ta sa vu thành tăng ghi ghi mê khá lần u đi ta gô ra sa se na ma rằng đà na đi thầm ma vi thi na chi ta và mu nin đồ tăng chê cháy tăng chê cha sa phá quá tu tề cha giá mằng ga là ni bà hùng sa ha sa ma phi nin mi ta sa vút vu thành tầng ghi mê khá lần u đi ta gồ ra sa sê na mà rằng đà na đi thầm ma vi thi na chi ta và mu nin đồ tăng chê cha xà phá quá tu tề cha giá mằng ga là ni bà hùng sa ha sa ma phi nin mi ta xà quốc thành tăng ghi mê khá lần u đi ta gồ ra sa xề na ma rằng đà na đi thầm ma vi thi na chi ta và mu nin đồ tăng chê cha xà phá quá tu tề cha dần gá là ni. Giờ con xin kể. Ba hum sa ha sa ha ma phi nin mi ta sa vô than tăng ghi mê kha lăng u đi ta gô ra sa se na ma rằng đà na đi thăm ma vi thi na chi ta wa mu ni do tang che ta sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin xuống biết cái sai chỗ ngành à, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con xin tri ân cảm ơn ngài đã bót bài ạ. Xin mời vị tiếp theo. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc đoạn và kệ đoạn 1 của bài kệ Phật Lực. Ba hùng sa hát sa ma phi nim mi ta sa vu thanh tăng ri mê kha lăng u ti ta hô ra sa se na ma răng đà na đi thăm ma quy thi na chi tác hòa mu nin đô tăng tê cha xà pha quát tu tê cha giá măng ca la ni bà hùng sa hát sa ma phi nin mi ta xà hu thanh tăng ri mê kha lăng u đi ta hồ ra sa xê na ma răng đà na đi thăm ma quy thi na chi ta hòa mu nin đô tăng tê cha xà pha quá tu tê cha giá măng ca la ni
Ba hum sa hát sa ma phi nim mi ta sa vu thanh tăng ri me kha lăng u di ta kho ra sa se na ma răng đà na đi thăm ma vi thi na ta wa mu nin đô tăng tế cha sa pha quan tu tế gia ga măng ga la ni ba hùng sa hát sa ma phi nim mi ta sa phu thanh tăng ri mê kha lăng u di ta khô ra sa se na ma răng đà na đi thăm ma vi thi na chi ta wa mu nin đô tăng tế cha sa pha quan tu tế cha gia măng ga la ni. Dạ, con đã đọc và kể xong. Con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc đoạn kệ kinh Phật, đoạn kinh Phật lực ngày hôm nay ạ. Pa hum sa hát sa ma phi nim mi ta sa hu thanh tăng ri me kha lăng u di ta khô ra sa se na ma răng đà na đi thăm ma vi thi na chi ta wa mu nin đô tan te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni ba hum sa ha sa ma phi ni mi ta sa u than tang ri me kha lang u di ta kho ra sa se na ma rang đà na đi thăm ma vi thi na chi ta wa mu nin đô tan te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni ba hum sa ha sa ma phi ni mi ta sa u than tang ri me kha lang u di ta kho ra sa se na ma rang đà na đi tham ma vi di na chi ta wa mu nin đô tan te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni. Dạ, con xin phép kể ạ. Ba hum sa ha sa ma phi ni mi ta sa hu than tang ri ri me kha lang u di ta kho ra sa se na ma rang da na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin đô tan te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng xin sửa giùm cho con ạ. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ không ạ?
Alo, nghe được phải không? Nếu khi thì quý vị đi nói quý vị. Khi mà chúng ta sẽ vô thường nó xuất hiện ha. Đúng. À, chú ý thì thôi chúng ta kỳ hay không kỳ. Chúng ta xin lặp lại này ha. Ba hung sim ta sa vu khắc lăng u sa se na ma na đi thăm thị nài chi ta bồ tề cha xà tu tề cha giáp mằng gã là ni đọc lại ha bà hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta xà vũ thành tăng quỳ mê khắc lăng u đi ta khổ ra sa xê nam ma rằng đà na đi thầm ma quy thi na chi ta hòa mu nình đồ tần tề cha xà pha hoa tu tề cha giác mằng gác là ni đọc hai hơi còn đọc được đọc một hơi như là sĩ ca Kim Nhung hả cái kiểu này dễ dễ bị đứt bóng mà. Thôi chúng ta chia ra làm hai đọc cho nó dễ ha bà hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta xà vũ thành tăng quỳ mê khát lăng u đi ta cù ra sa xê nam ma rằng đà na đi thầm ma quy thi na chi ta hòa mu nình đồ tần tề cha xà phó hoa tu tề cha giác mằng ca la ni rồi đó là cái giọng kinh ha. Giọng kinh chúng ta thấy tương đối dễ đọc ha, nhưng mà qua giọng kệ quý vị muốn hay á thì vô trong Google có nhiều cái giọng kệ của Sri Lanka ha, rồi của Thái, rất nhiều giọng kệ về cái bài này, và quý vị cảm thấy thích hợp với cái giọng kệ nào thì áp dụng theo. Còn ở đây chúng tôi kể chẳng qua là một cái sự truyền đạt, quý vị thích thì theo giọng kể này, còn không thích thì theo cái tông cái hơi của các vị mà thích nghi ha, chứ không bắt buộc. Bà hùng sa hán sa ma phi niệm mi ta sa vô thành tăng vi mê kha lăng u đi ta khô ra sa xê na ma răng đà na đi thăm ma quy thi na chi ta hoa mu nền đô tần tế cha sang pha hoa tu tề cha gia măng ga la ni ở đây cái tính cách nó chậm rãi chậm rãi trang nghiêm, chúng ta đọc chậm để rồi chúng ta có thể suy nghĩ cái đoạn này Đức Phật cảm thắng Ma Vương như thế nào, tức là khi mà chúng ta kệ chúng ta lắng động tâm tư theo dõi, chúng ta vừa đọc lên cái gì vừa ngâm nga cái gì, và ý nghĩa chúng ta khi mà đọc chậm như vậy chúng ta sẽ hiểu được cái nội dung của bài kệ, chứ không phải chúng ta duyên vào cái dư âm mà trầm bổng. Cho nên quý vị cũng tùy ha, bởi vì cá tính của mỗi người thì mỗi khác nhau, không ai giống hết. Thì ở đây trang nghiêm chậm, chúng ta đọc lại ha, rồi coi xíu nữa chắc là Sít Nhật Quỳnh lên là coi như giọng Sít Nhật Quỳnh tuyệt vời hơn ha. Rồi bây giờ chúng tôi đọc lại qua giọng kệ trầm buồn.
ba hum sa sa ma phi niệm mi ta sa vô thành tăng vi mê kha lăng u đi ta phu ra sa se na ma răng đà na đi tâm ma quy thi na chi ta hoa mu nin đô tân tê gia sa pha hoa tu tê gia gia măng gà la ni. À, quý vị thấy chúng tôi đọc chậm rãi ha, và có vẻ hơi buồn ha. Các đọc cái kiểu này bà con đi ngủ hết rồi. Rồi, xin Nhật Quỳnh ơi đưa lên cái ý nghĩa mà quý vị đã đọc hồi nãy giờ. Phải biết cái ý nghĩa à, để rồi chúng ta thấy cái đoạn này tại sao nó khó à, tại sao mà khó. Mà hiểu được cái ý nghĩa thì từ cái khó đó chúng ta sẽ vượt qua. Rồi, Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ, Ngài đã cảm thắng Ma Vương. Ma Vương biến ngàn cánh tay cầm, đều cầm khí giới nha. Cởi voi kri mê khá lá, đủ cả binh mà, tiếng hát la vang rền. Nhờ pháp thập độ, dưới pháp chứ sao phép gì. Nhờ pháp thập độ, nhất là pháp bố thí, mà Đức Phật cảm thắng được Ma Vương. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Sửa lại chỗ này, xin nhờ quỳnh. Nhờ pháp thập độ, nhất là pháp bố thí, chứ ai dùng chữ phép. Nhưng mà cái phép thì người ta nghĩ đến thần thông biến hóa thế này thế kia, mà bố thí thì chúng ta sử dụng một cái hình thức đem lại sự an vui cho cả khác, và những cái vật dụng mà mình có thì đó là pháp bố thí chứ không phải là phép hả. Nhờ ở dưới chữ phép bố thí nè, ở trên là pháp thập độ. Thì để hai chữ đều là pháp phải đi. Chứ nếu mà dùng phép thần thông như vậy thì xin lỗi, làm sao mà mình có thể mà tu tập được. Đức Phật này có phép, mình không có phép thì coi như mình thua xa rồi. Thôi thì dùng chữ pháp, pháp tập độ, pháp bố thí. Rồi tuyệt vời. Đây là ý nghĩa của cái đoạn đầu. Quý vị thấy ý nghĩa của tiếng Việt nè. Chúng ta thấy rằng muốn chiến thắng Ma Vương thì chúng ta phải sử dụng cái pháp bố thí. Còn ai mà không sử dụng pháp bố thí thì không thể chiến thắng Ma Vương được. Rồi, ý nghĩa tiếng Việt ha, quý vị thấy ha, thấy rõ chưa? Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ, Ngài đã cảm thắng Ma Vương. Ma Vương biến ngàn cánh tay đều cầm khí giới, cởi voi kri mê khá lá, đủ cả binh ma, tiếng hát la vang rền. Nhờ pháp thập độ, nhất là pháp bố thí, mà Đức Phật cảm thắng được Ma Vương. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Alo, mắt sáng như đèn pha hả? Cái gì vậy? Rồi, đây là phần tiếng Việt. Chúng ta học Bali xong và hiểu cái nghĩa của tiếng Việt như thế này. Và nhất là khi mà chúng ta kể chậm chậm nghe thì chúng ta mới suy nghĩ ý nghĩa của tiếng Việt. Tức là chúng ta đọc miệng tụng mà tâm mình phải suy nghĩ ha. Khi mà đọc lên mình phải suy nghĩ cái ý nghĩa mình đọc như thế nào. Có như vậy chúng ta mới an trú, chúng ta mới tạo được một cái lực. Mà cái lực đó để làm gì? Hiểu được cái ý nghĩa là Ma Vương ở đây có gì quý vị biết rồi ha. Tất cả có 5 loại Ma Vương, mà trong 5 loại Ma Vương đó thì chúng ta chiến thắng Ma Vương nào đây? Xin cho biết. Chúng được Phật thì cảm thắng thôi khỏi nói.
Còn đối với đạo mà trên não mà đầy một là bởi tâm của chúng ta ly tham hả, ly tham thì từ mà ly rồi có việc não mình mới chứ còn vì cái phiền não đó à, ví dụ như bây giờ thấy mười cả thế giới đau khổ cũng là một phiền não chứ không, mình lo sợ à, bây giờ sống chung với dịch nè, không biết vàng thau lẫn lộn nè, người tỉnh người mê nè, người chích mũi, người chích hai mũi, còn người chưa chích mũi nào nè, rồi tử thần nó đến gõ cửa bất cứ giờ phút nào à, có nghĩa là chúng ta đang lo sợ không biết hồi nào mình mắc dịch, phải không bà con? Mà sợ mình mắc dịch bất cứ giờ phút nào đó là phiền não, tâm mình cứ lo sợ à. Ví dụ như bà con dòng họ mình tới cũng không dám tiếp nữa à, đừng bình thường mình nhào vô mình coi như thân mật à, gần gũi mà quên đi 5K à, quên đi cái vấn đề à, thu thúc vấn đề phòng hộ thì chỗ nào đông đông vui thì nhào tới thì như vậy thì chúng ta thấy thế nào à. Cho nên Đức Phật nói rằng Atta hi atano na tho, chính ta là nơi nương nhờ cho chính mình, chứ không có nương nhờ người khác. Bà con dòng họ, cha mẹ anh em, rồi một ngày nào đó chúng ta cũng ra đi có một mình thôi. Chúng ta nương nhờ trong một thời gian nào đó, chứ đâu có nương nhờ hoài đâu à. Vậy thì hãy thương mình đi, mà chính thương mình á thì ba cái anh phiền não này anh né. Còn mà nếu mà mình không thương mình thì phiền não ma vương này nó đến với chúng ta bất cứ giờ phút nào, chúng ta lơ đễnh, chúng ta phóng dật, chúng ta dễ vui thì phiền não ma vương nó sẽ xuất hiện. Mà nó đâu có ở xa, nó ở ngay chính trong con người của chúng ta. Tham sân si mạng nghi tà kiến vân vân, nó nằm trong ta. Bởi vậy cho nên trong năm loại ma thì phiền não ma vương đáng sợ. Còn riêng đối với Đức Phật á, ngài chiến thắng à, về ngũ ma này ngài cũng chỉ chiến thắng có 4 thôi à. Còn một loại ma mà Đức Phật coi như là phải tuân thủ à, thì quý vị biết cái loại ma mà Đức Phật coi như ngán á, đó là loại ma nào trong năm loại ma vương? Chính xác tử thần ma vương. Tử thần ma vương đến gõ cửa, Đức Phật nói ê khoan, 3 tháng nữa Như Lai mới đi, nhưng bây giờ công chuyện chưa xong, còn sắp xếp một chút. Nhưng mà rủi tử thần đã đến gõ cửa chúng ta thì sao, chúng ta có hứa hay không? À, thấy cái lưỡi thứ hai là coi như thôi, nghĩa là có đầu rút cổ đi theo liền ha à, nghĩa là tử thần đến giờ phút nào thì chúng ta đi giờ phút đó. Nhưng mà đối với Đức Phật à, ngài có một cái oái lực, không phải là đi lúc nào cũng được đâu. Nó khoan, chuyện ta làm chưa xong, ta chưa thể đi được. Bởi vì quý vị biết lý do gì không? À, nhân duyên trong quá khứ, bây giờ chưa gặp Suvaddha thì chưa đi, tức là người đệ tử cuối cùng ha. Rồi tứ chúng chưa ổn định, chưa đi. Tứ chúng ổn định có nghĩa là một người cư sĩ có thể diễn đạt giáo pháp, có thể thực hành giáo pháp từ phàm đến thánh. Chứ đừng có nói các vị tỳ kheo hàng xuất gia, hàng cư sĩ, tức là thiện nam hoặc thiện nữ có thể
chuyển vọng bến xe pháp được, thì cái đó mới thấy rằng trách nhiệm bổn phận đã xong rồi. Cái người đệ tử cuối cùng chưa gặp được thì chưa đi. Suvada, quý vị thấy khi mà Đức Phật ngài bị bệnh kiết lỵ ha, rồi trong cái sự dằn vặt, trong cái sự đau khổ của cơn bệnh, nhưng mà ngài chế ngự, và chính lúc đó ông Suvada đến lúc ngài 80 tuổi trước khi nhập Niết Bàn. Thì ông ta đến và ngài A Nan cản không cho vô, bởi vì nói Đức Phật đang bị bệnh, sức khỏe yếu, nhưng mà Đức Phật chỉ chờ có ông này tới mà thôi. Và ông ta đã hỏi những cái điều rất đặc biệt: trên hư không có dấu chân hay không, ngồi ở trong cái giáo pháp của ngài, ngoài cái giáo pháp của ngài có sa môn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ và đệ tứ hay không? Tức là nghĩa là những vị thánh xuất hiện trong giáo pháp của ngài hay là ngoài giáo pháp của ngài. Rồi cái câu hỏi thứ ba là tâm của Đức Phật có vọng động theo thế gian pháp hay không? Đặt lên ba câu hỏi, mà ba câu hỏi đó ông ta đã trăn trở suốt một thời gian dài đi tìm đạo mà không ai giải quyết được. Và Đức Phật là người nhỏ tuổi hơn ông ta 120 tuổi, cho nên nhiều khi vì ngã mạn mà cho rằng Đức Phật vô tầm á, tuổi nhỏ hơn ta, mà ta đi đến cầu đạo với cái vị sa môn đó thì mất mặt do cái tâm ngã mạn đó. Nhưng mà khi nghe Đức Phật bệnh hoạn sắp nhập Niết Bàn thì ông ta lật đật tìm đến, và biết rằng những câu hỏi này chỉ có những vị Phật mới giải thích được mà thôi. Còn ngoài Đức Phật thì cả cuộc đời của ông ta đi tìm đạo, tu tập, nhưng mà không có một người nào giải quyết cho ông ta. Thì quý vị thấy nghe là thỏa mãn xong cho cái vị đạo sĩ Suvada trở thành một vị thánh ha. Và Đức Phật thấy rằng trách nhiệm mình đã làm xong rồi, ngài nhập Niết Bàn. Trở lại vấn đề câu Phật ngôn này, Phật lực số 1 này: Đức Phật cảm thán Ma Vương theo truyền thuyết. Thì Ma Vương ở đây tức là cái vị mà ngự ở cõi tha hóa tự tại. Đây là một cái vị mà gọi là chư thiên Ma Vương Đề Quá Ma Ra. Chư thiên Ma Vương này thống lãnh, mặc dù ở cõi dục giới, nhưng mà thống lãnh cả tam giới. Coi như dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều dưới quyền điều khiển của Ma Vương. Bởi vì khi chúng ta chưa có thoát ra khỏi cái sanh tử luân hồi thì chúng ta dưới quyền thống trị của Ma Vương. Mà Ma Vương đó chính là Đề Quá Ma Ra, chư thiên Ma Vương. Cái vị này ngự ở cái cõi tha hóa tự tại, trong cái cõi dục giới của chúng ta. Và vị này cảm rằng cái vị trí của mình bị lung lay, có nghĩa là khi cái bồ đoàn nó phát sanh lên do Đức Bồ Tát thọ nhận 8 cái bó cỏ của ông Bà La Môn Số Thị Giá, và ngài cầm 8 cái bó cỏ đó đi đến một cái gốc cây đại thọ. Hồi đó chưa có cái tên là Bồ Thí đâu ha, nghĩa là một cái cây đại thọ tốt đẹp, cao to sum suê. Và Đức Phật trải 8 cái bó cỏ đó, lúc đầu thì trải về hướng tây, nhưng mà khi mà ngồi lên thì coi như thấy rung chuyển,
Cũng là những bó cỏ như vậy, tại sao mình ngồi lên thì nó chao đảo, rồi qua Tây Nam cũng rung rinh, rồi hướng Nam cũng thấy là ngồi nó tâm nó cũng bất an, rồi hướng Bắc, rồi hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc vân vân, như là coi như cả bảy hướng như vậy mà một cái chỗ ngồi cũng không yên. Tại sao? Tại sao cái vấn đề mà ngồi không yên? Ông bà của chúng ta có nói một câu: ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Và cái hướng đó không thích hợp đối với Đức Phật. Nhưng mà khi trải cỏ về hướng đông ha, ngồi lên lưng quay về hướng tây, mặt nhìn về hướng đông, khi mà ngồi lên cái bó cỏ đó thì quý vị thấy rằng một cách rất là an lành, một sự bình yên đã đến, một cái vị trí đã định sẵn. Và khi mà ngồi một cách mà coi như yên bình như vậy thì cái bồ đoàn nó phát sanh lên. Bồ đoàn là một bảo tọa. Bồ đoàn ở đây tám có bó cỏ, nhưng mà tám bó cỏ đó nó đúng vị trí thì phát sanh lên cái bồ đoàn, tức là một cái bảo tọa, một cái ngai ngồi lên trên đó một cách rất là vững chắc. Và khi mà bồ đoàn phát sanh lên rồi á ha, thì ma vườn cảm nhận rằng ồ, một người chuẩn bị là vượt qua khỏi cái tầm khống chế của mình. Bởi vì trong cái bàn tay của mình thì mình còn điều khiển được, mà vượt ra khỏi bàn tay thì chắc chắn cái người này phải cao hơn ta, giỏi hơn ta. Và ma vườn thì luôn luôn muốn đè đầu cởi cổ thiên hạ. Chứ bây giờ để cho người ta vượt qua thì coi như mình là kẻ dưới rồi. Cho nên ma vườn muốn huy động binh ma tướng quỷ, binh ma quỷ biến ra ngàn cánh tay ha, rồi cởi lên con voi một người hung dữ. Chính con voi này Grimekhala được Acha Tassatu nè, ông vua Asathe nè, rồi Đề Bà Đạt Đa, Đề Quá Đá Ta cho uống rượu nè, cho con voi này nó nhậu nè. Rồi khi mà nó điên cuồng như vậy để làm gì? Ra khi Đức Phật mà đi khất thực á, đi đi bát thì thả con voi này ra để nó chà đạp Đức Phật và Chư Tăng. Cũng chính con voi này. Nhưng mà ở đây thì ma vương cử con voi, rồi dùng thần thông của mình hóa ra cả ngàn cánh tay với vũ khí, mỗi tay được cầm đủ thứ vũ khí, rồi mới tuyên chiến với Đức Phật. Hồi đó nghĩa là coi như là vừa chứng đạo, coi như chưa thành Phật nha, hồi đó là chưa thành Phật. Thì ngồi trên bồ đoàn và binh ma tướng quỷ do ma vương điều khiển đến đòi cái bồ đoàn đó, nói cái bồ đoàn là của ta. Và Đức Phật nói ai làm chứng? Thì ma vương nói nè, đây biết bao nhiêu là binh ma tướng quỷ của ta sẽ làm chứng, cái này không phải của nhà người. Đức Phật binh cô thế yếu, chư thiên rồi bỏ chạy hết trơn rồi. Khi đó chỉ còn có mình Đức Bồ Tát thôi chứ chưa phải là Phật nha. Đức Bồ Tát mới suy nghĩ cái tên này hầm hồ quá, cái bộ đoàn phát sanh lên, mình đang ngồi ở đây mà nó đòi lấy bộ đoàn của mình, nên hưởng chứ. Bây giờ người tới nó giành cái bộ đoàn của mình thì Đức Phật mới suy nghĩ rồi. Bây giờ không ai là nơi nương nhờ hết, mà nghĩa là chư thiên, Đức Vua Trời Đế Thích cũng co giò chạy mất tiêu rồi các vị khác cũng không còn, Tứ Đại Thiên Vương cũng không có nữa. Thì bây giờ Đức Bồ Tát mới suy nghĩ. Trong khi thực hành Ba La Mật phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, rồi bây giờ được
chư Phật thọ ký. Và đây là cái giờ phút cuối cùng mình tự nương nhờ nơi chính mình, thì bao nhiêu cái công đức, bao nhiêu cái ba la mật mà mình đã đào tạo, thì cái gì nó nổi bật nhất? Bố thí. Mình đã từng cắt cái đầu này ha. Mình đã từng máu mình nó đổ xuống cái quả đất này nhiều hơn nước biển. Xương của mình nếu mà sanh tử luân hồi, mình có thể chất cao hơn núi à. Và cái máu và cái thịt, cái da của mình đã từng tạo biết bao nhiêu là cái phước báo. Mà những cái phước báo đó chính là cái sự bố thí nó nổi bật. Và nghĩ đến cái sự bố thí như vậy thì Đức Bồ Tát mới phát nguyện kêu gọi đại địa này, tức là quả đất này, hãy làm chứng cho Ngài. Bởi vì Ma Vương nó gọi cái bồ đoàn, mà Đức Phật bây giờ không có ai hết, thì Ngài mới chỉ cái quả đất, mới nói rằng địa cầu hỡi sao ngươi im thế, không thốt lời minh chứng dùm ta. Nếu trắng đen không phân biệt chánh tà thì quý vị thấy khi mà nhờ cái quả đất này để làm chứng, thì khi đó quý vị thấy trái đất nó rung chuyển. Mà khi rung chuyển thì coi như là một cái trận đại hồng thủy nó phát khởi, tức là nước nó ngập lên, nó tràn tới ao ao cuồn cuộn, nó cuốn luôn cả binh ma tướng quỷ, rồi cuốn luôn cả con voi Rimekhala trôi phăng đi. Rồi thế là Ma Vương lên đường tẩu thoát. Nhưng mà khi mà nước nó đại hồng thủy cuồn cuộn như vậy, thì Đức Phật vẫn ngồi trong cái tư thế Đức Bồ Tát ngồi trong tư thế tỉnh bơ, không sao cả, không có bị ảnh hưởng gì hết. Đó là một cái điều tuyệt vời, đó là một Phật lực. Rồi Ma Vương nó thua, nó về suy nghĩ buồn rầu sầu khổ ha. Nó về nó suy nghĩ tại sao với một cái uy lực của ta như vậy mà lại thua cái ông Gotama này, cái ông này. Nó về nó gặp gặp nó đó, và nó thấy rằng nó thua Đức Bồ Tát là thua cái pháp bố thí. Dana Parami, Dana Upaparami, Dana Paramattha Parami, nó thua. Và quý vị biết rằng Ma Vương sau này cũng sẽ trở thành một vị Phật, chứ không phải là nói rằng Ma Vương ác như vậy là coi như là đọa, không có đâu. Trong Chánh Giác Tông thì Ma Vương tương lai cũng là một vị Phật. Rồi khi mà Ma Vương buồn rầu sầu khổ như vậy ha, gạch 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 như để thấy mình thất bại do cái gì, thì chính lúc đó ba nàng con gái Ma Vương, tức là Tanha, Raga và Arati ha, ba cái cô nàng này thấy tại sao cha của mình buồn rầu sầu khổ ha, mới hỏi tại sao. Thì Ma Vương mới trình bày đi tấn công Đức Bồ Tát Gotama, nhưng mà thất bại nhục nhã quá, rồi bây giờ chạy về đây. Ba cái con nó cái chuyện nó nhỏ, để bọn con lo. Và Tanha, Raga, Arati nói lên cái gì? Tâm tham, tâm sân và tâm si xuất hiện để coi như một nam nhân, một người đàn ông, họ có những cái sự ưa thích như thế nào với tuổi trẻ, với tuổi trung niên hay tuổi sồn sồn thì ba nàng này trổ tài. Nhưng mà Đức Bồ Tát vẫn tỉnh bơ, tức là ở đây nói lên cái hình thức bằng cái hình thức bên ngoài là binh ma tướng quỷ của Ma Vương với voi Rimekhala cả một đêm chiến đấu nha. Nhưng mà rồi tới giây phút cuối cùng, đây là trận giặc, trận chiến đấu nội tâm do nàng Tanha là ái dục, Raga là cũng là tham ái, Arati là ganh tị tập đố thì nói lên những cái trận giặc lòng đánh trong nội tâm. Và
ba lần này cũng không lay chuyển được tấm lòng của Đức Bồ Tát. À, chính vì vậy cho nên Ngài mới dùng cái từ Tathāgato, đã đi đến tận cùng của cái thiện, và cái tâm của Ngài bất động, à, tức là không còn rung động bởi tám pháp thế gian. À, cho nên mới có cái từ Tathāgato, như như bất động lai thành chánh giác, thị danh Như Lai. Và khi mà bình minh vừa lỗ dạng thì chính lúc đó Ngài cũng chiến thắng được giặc lòng, cả một đêm chiến thắng, à, đánh trận với Ma Vương, rồi ba nàng con gái của Ma Vương, và Đức Phật đã thành công, Đức Bồ Tát đã thành công, trở thành một vị Phật vào ngày rằm tháng tư. À, với Phật lực này thì chúng ta thấy, à, trong tất cả cái sự coi như tu tập ha, trong tất cả các thiện sự, thì cái điều quan trọng đó là cái vấn đề bố thí. Mà bố thí là một hình thức để chúng ta ly tham. Khi con người không còn tham ái, không còn tham muốn, không còn đắm say, thì chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, à, không có chấp thủ. À, thì đây là cái pháp đầu tiên, đây là Phật đầu tiên để cho chúng ta thấy, à, cái sự bố thí là một điều quan trọng. Cái tâm ly tham của một người xuất gia, một người tu tập cũng là một điều rất là quan trọng. Bởi vì không có ly tham thì không thể chứng đắc, không thể thành tựu một thiện sự nào hết. À, cho nên nghe Phật lực đầu tiên là một điều mà chúng ta muốn hướng thượng, à, muốn tốt đẹp, thì chúng ta nên thực hành theo cái Phật lực này. Tức là chúng ta ôn đi, ôn lại, để chúng ta thấy rằng muốn vượt qua tam giới, đạt đến một cảnh giới an vui, à, thì chúng ta phải chiến thắng giặc lòng. À, và nhất là cái pháp bố thí, đó là điều quan trọng. Alo, lâu quá hôm nay mới thấy Sĩ Nguyên Trang xuất hiện nè. À, thấy lâu bỏ của chạy lấy người ha. Hôm nay đến gặp cái câu Phật lực đầu tiên này. Rồi, mời Sĩ Nguyên Trang đưa bàn tay lên, rồi chúng tôi đưa bài học lên để Sĩ Nguyên Trang suy nghĩ coi, đọc thử coi có còn nhớ cái đoạn này hay không, hay là đi chơi rồi cái riết là quên luôn ha. Alo, Sĩ Nguyên Trang, à, có đó không, bàn tay đâu rồi, đây đưa phần vali lên, oh, thấy chưa, rồi giữ xanh giữ đỏ nè. À, xanh xanh đỏ đỏ, mấy đứa nhỏ nó mừng, không biết anh Sĩ Nguyên Trang có mừng không. Mừng thì đưa tay lên chứ. Alo, Sĩ Nguyên Trang, ai cũng lên đọc hết rồi. Ô sao mà còn ngồi im ru vậy. Rồi, xà thủ, không biết đọc là 3 ly hay là 2 ly nữa, không biết nữa. Dạ, Nam Mô Bích Thời dạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, và dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin, dạ con mới vô, con nghe sư kể, dạ con xin đọc tiếng Bali ạ. Ba hùng, để con đọc lại. Ba hùng sahat samafin, nó nhỏ con không thấy đường, để con ráng đọc sư, tại con xài điện thoại. Ba hùng sahat samahin nin mitasa wuthan tang rime kalang Uditako
Rasase namarang dana titham mawitina chita chitawa munindo tangte jasa fawatute jaya mangala ni. Con đọc lại ạ. Bà hùng sa ha sa ma phi mình mita sa wu than than tăng rim me kha lăng udita kho rasa se na sa rang da na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tăng te cha sa pha wan tu te cha ya mang ga la ni. Dạ con đọc lần nữa. Bà hùng sa ha sa ma phi nin mita sa wu than tăng ri me kha lăng udita kho rasa se na ma rang da na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wan tu te cha ya mang ga la ni. Dạ con đọc rồi ạ. Dạ con kính con thấy cái phần tiếng Việt, con xin đọc phần tiếng Việt ạ. Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ. Ngài đã cảm thắng ma vương. Ma vương biến ngàn cánh tay, đều cầm khí giới, cởi vôi, rime khá lá, đủ cả ba binh ma, tiếng hét la vang rền. Nhờ pháp Phật độ, nhất là pháp bố thí, mà Đức Phật cảm thắng được ma vương. Do nhờ Phật lực này, sinh cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con có đọc sai chỗ nào con kính mong Ngài chỉ dạy cho con. Dạ con xin xuống mít ạ. Alo, xà thủ, xin nguyện càng. Cũng còn nhớ, chứ đâu phải đọc sai đâu. Đọc Pali vậy là rất chuẩn. Nhưng mà tiếng Việt binh ma, thành ra ma binh nè. Đọc lá một chút thôi. Nhưng mà cái tựa đề của cái bài này á, Buddha Chaya Mangala Gatha. Cái từ Gatha có nghĩa là kể, chứ không phải là kinh. Vậy thì kể như thế nào? Cái quan trọng là kể. Kể tức là đây là một cái đoạn mà 4 câu mà hơi dài. Cho nên chúng ta đọc từng câu một. Mà từng câu một chậm rãi. Khi chậm rãi vậy chúng ta mới suy nghĩ chúng ta đọc cái gì để hiểu cái ý nghĩa của cái đoạn này. Đức Phật cảm thắng ma vương, nhưng mà mình có cảm thắng được chính mình không? Mình có chế ngự được chính mình hay không? Những cái phiền não nội tâm của chính mình, vì coi như cái nạn dịch của thế giới này, mình có bị F0, F1, F2, F3 hay không? Tức là mình phải nhìn lại chính mình ha. 8 kệ ngôn. Vậy thì cái quan trọng là kệ nè. Rồi bây giờ Sĩ Nguyên Tăng nghe thử rồi cái kệ cho bà con nghe ha. Dù sao Sĩ Nguyên Tăng cũng có cái bông tai đẹp nè ha, mang bông tai đẹp mà kệ không nghe không hay là coi như đó là một điều đáng buồn ha. Rồi bây giờ Sĩ Nguyên Trang kệ trước hay là sao đây, hay là nghe thử cái giọng kệ này rồi đi ngủ luôn ha. Rồi chúng ta gồng lên kia, trời ơi Sĩ Kim Nhung. Rồi đọc trước nè để Sĩ Nguyên Trang bắt trước ha. Bà hùng sa han sa ma phi niệm mi ta sa vô thành tăng rì mê kha lăng u đi ta khô là sa se na ma răng đa na đi thăm ma vi thi na chi ta wa mu nin đô tần tế cha sa phô hoa tu tề
Chajamangalani. Quý vị nghe chắc buồn ngủ hay rồi ha, hay là đói bụng à? Buồn ngủ thì coi như chúng ta trước khi ngủ cũng có đề mục ha. À, đói bụng à, chúng ta cảm thấy rằng ồ, bữa nay ăn cơm ngon rồi, bây giờ Sĩ Nguyên Tràng xin mời. Rồi có cả Sĩ Nguyên Tịnh nè, đây là một giọng kệ vàng nữa nè, Sĩ Nguyên Tịnh đến nè. Rồi Sĩ Nguyên Tràng làm trước đi, cũng là bà con họ Nguyên hết, một bên Nguyên Trang, một bên Nguyên Tịnh. Rồi mời Sĩ Nguyên Trang lên kệ cho bà con nghe. Chậm á, thì Sĩ Nguyên Tịnh cầm mic á. Quý vị biết là bây giờ Sĩ Nguyên Tịnh là cũng 1-2 giờ sáng rồi, chứ không phải là còn sớm đâu. À, alo, đó, thì nghe giọng kệ vàng của Sĩ Nguyên Trang. À, dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ con kính chào à, quý sư, con kính chào đạo tràng. Sư mới kệ con chưa đọc được, sư xong rồi sư. Nguyên Tràng cố lên. Trời ơi, cái này khó quá sư. Dạ con kệ thử mà. Bắt vô làm sao đây rồi con không biết nữa. Ba hôm sa ba lấy đi, con không biết lấy giọng sao nữa. Ba hôm sa sa ba hôm sa ha ba chết này. Cô ơi, cô kể. Cô Nhật Quỳnh ơi, cô kể giùm con một lần nữa không cô? Con mới chưa gì hết. Cô kể cho con hai lần nha cô, rồi con lên con kể nha cô. Con chưa biết, con không có bài này, con không biết kể làm sao nha cô. Con mà kể mà cứ tiếp luôn hả? Không biết hát sao nữa, không biết kể sao nữa. Bà hùng, ủa sao nó chạy rồi? Dạ con lấy lại nha. Bà hùng sa ha sa ma phi minh ni ta san. Con, cô ơi, cô kể em con đi cô. Cái này con không biết. Cô ơi, cô kể em con cái nha cô. Rồi con lên con đọc nha cô. Dạ cảm ơn cô. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức, Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý ba, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu Nguyên Trang. Ngài ưu tiên cho Nguyên Trang còn nhõng nhẽo nữa. Nhật Quỳnh đưa tay hai lần xin đọc, Ngài không có cho. Mà ngoài mà Nguyên Trang không mà còn nhõng ngang. Dạ, mến chào Nguyên Tịnh. Dạ, con xin được đọc ạ. Bà hùm sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vũ thành tăng rị mê kha năng ư đi ta gô ra sa xê na ma răng đà na ni thăm ma vi thi na chi ta qua mù nịnh đô tành tê cha sa pha phát tu tê cha gia măng gà la ni. Bà hùm sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vũ thành tăng rị mê kha năng ư đi ta gô Udita go ra sa se da ma rang da na di tham ma vi thi na chi ta qua mu nin do tan te cha sa pha vat tu te cha ya ma ga la ni. Dạ con thử kệ ạ. Con chưa lần nào không biết ra sao nữa, mà Nguyên Trang biểu kệ giùm thằng Nguyên Trang. Ba hôm sa ha hôm sa ma phi ni mi ta sa vu thân tăng ri me kha lăng u đi ta go ra sa se na ma rằng đa na đi tham ma vi thi na chi ta qua mu nin đô tan te cha sa pha quát tu te cha ya măng
kalani ba hôm sa ha sa ma phi ni mi ta sa vu than tăng ri me kha lăng u đi ta gơ ra sa se na ma răng đà na đi tham ma vi thi na chi ta qua mu nin đô tan te ca sa pha quat tu te ca ya măng ga la ni Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con đọc có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng dạy cho con, và con đã kể rồi không biết đúng sai thế nào, nhưng mà tâm con hôm nay rất là hoan hỷ, nên con rất là hoan hỷ. Trước nhất con chia sẻ cái niềm hoan hỷ của con đến với quý ngài và đạo tràng. Ngày hôm nay con vừa làm tròn thí chủ cùng với sức riêng làm lễ dân y Katina ở chùa Pháp Luân. Và hôm trước, trước khi bài bạn ra ở chỗ cốc ngài Hậu Giác, tại vì hôm nay là lễ dân y Katina cũng là ngày dỗ của ngài Hậu Giác, để trai tăng hồi hướng phước đến ngài, thì để ở ngoài cốc ngài thì sợ trời lạnh rồi này kia, nhưng mà hôm nay trời rất là đẹp, mát dịu và sáng trong, như những lòng người Phật tử đã đến chùa Pháp Luân rất là trong sáng để cùng nhau tạo phước. Và buổi lễ dân y Katina hoàn mãn rất là tốt đẹp, con thành tâm dân quả phước mà con đã trong sạch tạo được trong buổi lễ ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Đức. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Dục Quỳnh xin chia phước này Dục Quỳnh đã tạo được đến với tất cả anh chị và quý đạo hữu trong đạo tràng. Mong rằng phước này trợ duyên quý anh chị, quý đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Phật Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin được xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Phật Tha Giá. Dạ, Sa Thú, Sa Thú. Dạ, con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính cảm ơn cô đã chia quả phước báo của cô làm cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, con một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính chào đạo tràng. Dạ bây giờ con sẽ kệ cô chia phước xong rồi con có con có lực con kệ nha cô. Ba hôm sa ha sa na phi nin mita sa u than tang ri me ka lang u di ta ko ra sa se na ma rang Đà na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wan tu te cha ya mang ga la ni ba hung sa ha sa ma phi min mi ta sa wu than tang vi me ka lang u di ta ko rasa se na marang dana di thamma vithina chita wa munindo tante cha sa fa vantu te cha ya mangalani. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ con kính gửi mít lại đạo tràng và con kính gửi mít lại cho ngài ạ. Dạ nếu mà con có kể sai con kính mong ngài chỉ dạy cho con ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Alo, 123, 123. Quý vị thấy Sĩ Ca Nguyên Tràng ha, làm bộ ha. Kể hay quá trời quá đất vậy mà hồi nãy giờ
giống như sư Nhật Quỳnh nói nhõng nhẽo. Rồi bây giờ còn một giọng oanh vàng nữa, đó là sư Nguyên Tịnh. Alo, khuya lắm rồi, thức làm gì mời vô đây, rồi đâu có chạy khỏi được đâu. Mời sư Nguyên Tịnh nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, thể cô tu nữ phúc hạnh, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng để cho biết âm thanh rõ. Dạ, con kính tri ân Ngài và bạch Ngài. Con vô con thấy đạo điện đang đọc kinh, làm con nhớ lại lúc trước thời con Nhật Quỳnh với Xích Trà Khúc tụng bài kinh, bài văn kinh mà bên con giờ này rất là khuya, mà con, mỗi lần tụi con tụng á, con không biết sao tụng kinh Bali á, tụng rí rí không có được, mà càng tụng á thì cái âm nó sẽ lớn thì mọi người sẽ thức hết, mà bên con bây giờ mọi người đang ngủ. Dạ con dạ con xin phép con đọc nhỏ nhỏ, con có sai con kính thỉnh Ngài từ bi chỉnh sửa cho con. Với lại lâu quá con không có kệ đó, con kệ không được các bạch Ngài. Nhà con xin phép con xin đọc bài kinh này của kinh Thám Kỳ Ngô. Con xin đọc ba hôm dạ con kính tri ân Ngài. Ba hôm sa ha sa ma pi ni mi ta sa vu than tăng kri me kha lăng u di ta ko ra sa se na ma rang đà na di tham ma quy ti na chi ta qua mu ni du tăng te cha sa pa qua tu te cha ya mang ka la ni. Con xin kể ba hung sa sa ma pi ni mi ta sa vu than tăng Kreme khalang uditaku rasa se namarang. Con thường thì cái này con tụng cái dòng kinh mà con và con kể hơi khó. Dana di thamma kvithina chitta qua munindu tang te cha sa pha qua tu te cha yamang galani. Dạ con xin kính thầy chỉnh sửa cho con. Con thật sự là con mỗi lần con kệ hoặc là con tụng Bali á thì con phải tụng lớn mới được, con tụng rí rí giống như con bị ém cái hơi lại á. Con thiều thài thiều thào. Dạ con kính tri ân đạo tràng con. Dạ con hôm nay con vào đâu con cũng nhớ đạo tràng. Thứ nhất là con vào con cũng vấn an Ngài, và thứ nhất là Nhật Quỳnh và đạo tràng. Và con thành kính chúc Ngài cả sức khỏe tốt. Và con kính tri ân Ngài, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú Sĩ Nguyên Tịnh. Quý vị thấy mặc dù rất là khuya nhưng mà Sĩ Nguyên Tịnh vẫn nhớ đến đạo tràng, đến với đạo tràng rồi qua dụng kinh tiếng kệ. Quý vị thấy lâu quá không đọc ha, cho nên không có nóng máy. Nếu mà nóng máy xin lỗi, Sĩ Nguyên Tịnh có một cái dụng kệ rất là tuyệt vời, nhất là cái dòng kệ mà thỉnh pháp sư. Sĩ Nguyên Tịnh có một cái dòng kệ tuyệt vời lắm.
À thôi bây giờ ý nghĩa của cái đoạn này nói lên cái điểm gì và chúng ta có áp dụng trong cuộc sống này được không? À quý vị chú ý ha, Đức Phật cảm thắng Ma Vương. Còn chúng ta cảm thắng cái gì mà quý vị đã làm được rồi đó? Ở đây nè, chúng tôi xin đơn cử Sĩ Nguyên Tịnh nè, thí chủ Lễ Dân Y ở miền Tây. À ở Sĩ Nguyên Trang nè cũng là chủ trong các chùa ở Mỹ nè, quý vị đã chiến thắng được sự ích kỷ, sự bổn sẻn của nội tâm. À, quý vị học cái đoạn này là quý vị đã thực hành và quý vị đã thành công, chứ không phải là chúng ta học cái đoạn này vô bổ, mà chúng ta học cái đoạn này để chúng ta thấy rằng về hình thức là Vajrayana, rồi chư thiên ma vương, rồi binh ma tiếng quỷ, đó là hình thức bên ngoài. Còn nội tâm á, là tanha, raga và arati, ba cái nàng con gái của ma vương ám chỉ là tâm tham. À, rồi cái sự ích kỷ nhỏ mọn của nội tâm mà khi nãy chúng ta thấy đó là phiền não ma vương ha, nó từ bên trong nó nổi lên và chính Đức Bồ Tát phải chiến thắng. Vậy thì chúng ta đã vô thí trong cái đại lễ dân y, trong cái mùa lễ hội này, chúng ta cũng tạo được nhiều phước duyên để tâm của chúng ta giảm thiểu bớt cái sự tham lam, sự chấp thủ về vật chất. À, quý vị đã học và thực hành, đó là một cái điều thực tế để cho chúng ta thấy rằng trong cái mùa dịch bệnh này, chúng ta hãy san sẻ, chúng ta sẽ đem lại những sự an vui cho những người. À, đừng có nghĩ rằng à, mình hồi nào cũng sung sướng, mình hồi nào cũng có phước. Không, cái phước nó đến với chúng ta từng lúc, rồi cái họa nó cũng đến với chúng ta. Ở trong cuộc sống thì cái họa và cái phước nó bất chợt lắm. Bây giờ mình an vui, đem sự an vui này san sẻ cho những người khác, để rồi một ngày nào đó chúng ta xa cơ thất thế, người ta sẽ giúp đỡ lại. Thì đó là cái bài học này. À, đừng có chấp thủ, mày hãy san sẻ, hãy ly tham bằng cách bố thí. Và quý vị đã thực hành, à, đó là điều mà quý vị đã áp dụng vào trong cái đoạn này. À, rất là hoan hỷ và buổi sinh hoạt của chúng ta rất là có lợi ích. À, chúng ta học đoạn này và không ngờ chúng ta cũng đã thực hành cái đoạn này, nó có một cái sự thích nghi ha. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. À, rất cảm ơn quý vị đã nhiệt tình tham gia và đã thể hiện, à, tức là học và hành nó đi đôi với nhau hồi thời kỳ Đức Phật, nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn áp dụng rất là thực tế chứ không phải là xa rời. À, thời kỳ của Đức Phật xưa như trái đất lâu quá rồi, đừng có nghĩ vậy. Mà hồi thời kỳ đó như thế nào thì bây giờ vẫn là vậy.
Bởi vì sao? Sự thật vẫn là sự thật, pháp vẫn là pháp, chứ đâu phải là cái nhân đó hồi thời kỳ Đức Phật ô thần thông mà nhảy thế này thế kia. Bây giờ không có thần thông vậy. Bây giờ từ Sài Gòn này muốn ra Đà Nẵng lên phi cơ, lên phi cơ chúng ta coi như mấy nghĩa là khoảng hai bây giờ gì đó chúng ta có mặt ngoài kia, đó cũng là thần thông mấy, thần thông phàm. Còn thần thông mà tự chế ngự của mình, tự thành đạt như thế như Đức Phật thì đàn đó còn nhiều thời gian ha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy thích nghi những cái gì mà chúng ta có ở trước mặt để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, siêu oai lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, rùm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cho quan chê na so thủy bố hô tụ sắp bà đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. Xin mời sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Thank you.